Dạ không? Nó cao quá nha. Cao quá, từ từ nha, để chỉnh cam lại nha. Thả cho một hai cái bông thử xem nào. Thả một hai cái bông thử xem là để chỉnh lại cam xem nào. Để xem nó có trúng tâm chưa. Cao quá. Lên tí nha. Chào coi Khánh nha. Lên lên bông thử coi, lên một cái bông nữa thử 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 coi sao. À, trúng ngay mặt. Trúng ngay mặt luôn. Giờ làm sao mà để rồng nó ở dưới mặt mình nhá, mới đẹp. Tặng 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 thử cái bông, thử thử cái bông nữa coi. Đủ má, dính ngay mặt ta, kỳ ta. Chào Thúy Anh. Chào tất cả mọi người nhé. Lên là lên là lên. Hello Thúy Anh. Thúy An hả? Chia sẻ đi mọi người ơi, chia sẻ đi mọi người ơi. Giúp Nam Phương nhiệm vụ ngày cuối cùng là mọi người. Khoảng 5 5 phút nữa. 5 phút nữa thì đọc.
Chưa em, anh cảm ơn em nha. Còn đọc nhiệm vụ cái sao còn tối được? Cảm ơn em nhiều nha. Một thùng luôn. View lên dưới trời. Ôi trời ơi, view lên dưới trời. Lão nhiều ghê trời. Thank you. Bình tin ghê thiệt. Mà cam mà cam đi, mà cam đi, hãy chụp hình nào. Không, từ đầu tháng giờ, từ đầu tháng giờ hôm 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 nay anh mới đập nhiệm vụ, anh không có like. Từ đầu tháng giờ anh đâu có like đâu. Hôm nay anh mới đập, anh mới làm nhiệm vụ. Đồ vẫn khỏe. Ai đồ vẫn khỏe. Anh không có thiếu nhiều ca hết, anh thiếu hả? Anh làm đủ nhiệm vụ trong vòng một ngày luôn chứ anh không có. Tại vì tháng trước là anh không có like. Tháng hiện tại này anh không có like. Bây giờ là chủ sở của anh đọc cho anh nhiệm vụ luôn. Ghê view lên nhỉ. Anh không có like. Anh chỉ có like chơi, anh like anh lấy thời gian thôi, anh lấy thời gian like thôi. Là ấy thôi, chứ còn anh không có like. Hình nào cái gì làm cái cứng tạm đâu mà cuối cùng làm ra luôn thôi. Làm tấm hình nào, tạo kiểu đi. Làm tấm hình nha. Vậy đó hả? Ừ nào. Rồi. Quỳnh Anh đó. Wow. Anh còi. Còi không? Còi. Còi vào. Anh nha. Hay là anh còi. Anh còi. Anh còi. Anh còi. Anh còi. Anh còi. Ôi ôi lên kìa, lên màu hồng rồi kìa.
tóc phản lên màu hồng này kìa. Lên màu hồng rồi. Ừ. Màu cam. Ừ, màu cam. Màu gì màu cam? Một thùng ha. Dạ. Dạ, em đủ nhiệm vụ rồi. Em lên quá chị Bảy ơi, ơi. Hello mọi người, muốn vào Zoom nha. Nó muộn quá đấy không này. Chào Áng Mây vô tình cho tất cả mọi người. Mọi người yêu mến Nam Phương, mọi người bấm dốc cộng follow cho Nam Phương đi mọi người. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Nam Phương là idol mới. Có gì mong mọi người giúp đỡ cho Nam Phương nha. Cảm ơn mọi người rất nhiều nha. Thank you mọi người. Mọi người yêu mến Nam Phương và mọi người yêu mến mọi người yêu mến Nam Phương và mọi người yêu mến idol của người Thanh Hương ở bên dưới, mọi người bấm dấu cộng follow Thanh Hương đi mọi người và bấm dấu cộng follow chia sẻ cho Nam Phương, giúp Nam Phương làm nhiệm vụ đi mọi người. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Chờ Nam Phương xíu, Nam Phương là gắn tai nghe nhé. Sắp nổ rồi, sắp nổ nhưng mà chắc không đập nổi nữa này. Mọi người giúp Nam Phương đi mọi người. Giúp Nam Phương đi cho Nam Phương hôm nay rực rỡ một ngày cuối cùng đi mọi người. Thank you mọi người rất nhiều. Mọi người giúp Nam Phương đi. Mỗi người một ít giúp Nam Phương đi mọi người. Nói chung là còn 51kc thôi. Viên quà mới hả? Mọi người yêu mến mọi Nam Phương, mọi người tặng cho Nam Phương đi mọi người. Mỗi người cho Nam Phương một hai viên cũng được. Chàng chân thành cho tất cả mọi người. Thank you Tiên Đồng, cảm ơn Tiên Đồng nha. Cảm ơn mọi người. Mỗi người giúp Nam Phương một hai đậu đi. Đập đi cho nổ thùng đi, đập nổ thùng đi, tí nữa anh đập nổ thùng đi. Còn 20 viên nữa phải không? Đập nổ thùng đi. Ủa? Vậy là chị Ruby hả? Từ nãy là chị Ruby à? Còn 49k. Ừ. Hóa ra chị Ruby đi lấy cọ à, của anh còi đi chơi. Dạ. Dạ. Quay event nha. Cảm ơn. Cảm ơn anh Tiên Đồng. Yeah, cảm ơn anh. Thank you anh. Thank you anh ạ. Ơ? Ờ, Thanh Hương à? cứ tưởng là anh Tiên Đồng. Dạ, bye bye. Bye bye chị Ruby nha. Sao mà vẫn chưa nổ? Đâu đã nổ đâu. Kêu còn 49 viên mà tặng 100 viên rồi. Mà vẫn đâu đã thấy nổ. Đây vào mấy rồi? Còn lâu. 149 viên à. Chưa nổ được. Sao em lên ghê đấy. Mà anh không lên được kìa. Bây giờ vẫn đang ở giữa khung level 2, level 1 kia mà. Là sao mà nổ bóc được. Và đập đủ ạ. Đập đủ luôn hay là chờ bé Thương đập nữa đấy.
có cái mẹ thần như cái gì. Không vệ thần đấy thì chưa có, bây giờ có không, không lưu sợ, không vệ thần đấy.